Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung. Nhà sư học Hanson, phiên tòa luận tội, phải chăng là nghệ thuật trình diễn đáng xấu hổ như Trung Cộng đã làm? Theo nguồn thetruereport.com, kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhà sư học Hanson tuyên bố rằng phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump chỉ là một màn trình diễn. Theo ý kiến của nhà sọc Victor David Hanson, phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump chỉ đơn giản là một nghệ thuật trình diễn. Tương tự như các phương pháp xấu hổ trước đó mà công chúng được Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện trong cách mạng văn hóa Trung Quốc, và không có gì xấu hơn thế nữa. Khi bạn luận tội một Tổng thống, bạn chỉ cần 51% phiếu bầu của Hạ Viện và điều đó dễ làm hơn nhiều so với việc kết tội một tổng thống. Vì vậy, khi một cáo trạng luận tội đó được thiết lập, diễn giả sẽ tiếp nhận và giao chúng cho Thượng viện. Và rồi nó trở thành phiên tòa, giống như một phiên tòa hiện đại, và đòi hỏi đa số 2 phần 3, 66 thượng nghị sĩ để kết tội Tổng thống, điều mà chúng ta chưa bao giờ làm, và chúng ta sẽ không làm điều đó. Chúng ta đã không làm được điều đó vào tháng 1 năm 2020 và chúng ta sẽ không làm được điều đó vào tháng 2 năm 2021 và điều đó đã được biết trước. Vì vậy, điều đó cho bạn biết rằng đây chính là nghệ thuật biểu diễn. Đó không phải là một nỗ lực nghiêm túc để loại bỏ Donald Trump trong nhiệm kỳ của ông ấy hoặc là cấm ông ấy khỏi chức vụ sau khi nghỉ hưu. Ông giải thích rằng nó giống như một trò xấu hổ trước công chúng, giống như là Đảng Cộng sản đã từng bắt mọi người phải đội mũ lưỡi chai. Đó là mục đích của nó. Ám chỉ phương pháp làm nhục nơi công cộng đối với các nạn nhân của cách mạng văn hóa Trung Quốc từ năm 1966 đến năm 1976. Các thành viên Đảng Dân Chủ Hạ Viện cùng với 10 thành viên Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu vào ngày 13 tháng 1 để thông qua một bài báo luận tội cựu Tổng thống vì kích động nổi dậy, khiến Trump trở thành Tổng thống đầu tiên bị luận tội hai lần. Vào ngày 9 tháng 2, khi phiên tòa bắt đầu tại Thượng viện, ông sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên phải đối mặt với phiên tòa. Đảng Dân Chủ cho rằng, ông Trump đã kích động bạo lực vào ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol khi ở bài phát biểu của ông tổ chức gần Nhà Trắng trong bài phát biểu của mình ông trump đã nói những từ như là chiến đấu như địa ngục liên quan đến các nỗ lực pháp lý của nhóm ông xung quanh tính toán toàn vẹn của cuộc bầu cử những người theo đảng dân chủ cho rằng ông nhằm khuyến khích những người ủng hộ mình bạo lực henson chỉ ra rằng một trong những lý do chính của phiên tòa chống lại trump là để đảm bảo rằng ông không còn có thể tranh cử lần nữa là một nỗ lực đánh thuê để đảm bảo Donald Trump không thể tái tranh cử vì hiến pháp quy định rằng nếu một người bị luận tội thành công thì người đó sẽ không đủ điều kiện cho chức vụ cao hơn. Đó là thứ nhất. Hai là làm mất uy tín những người ủng hộ ông đối với chương trình nghị sự của chương trình nước Mỹ vĩ đại trở lại và nói rằng ông ấy đồng nghĩa với bạo lực, quyến rũ, nổi dậy biểu tình vào ngày mùng 6 tháng 1 ba là để chúng tôi khỏi suy nghĩ về những gì đang diễn ra chúng tôi có số lượng lệnh hành pháp lý kỷ lục thuộc lại cấp tiến nhất sau đó ông nói thêm quan trọng nhất theo quan điểm lưỡng Đảng hãy nghĩ về tất cả những thời gian mà chúng ta đang dành cho nỗi ám ảnh trump này khi cố gắng tiêu diệt xác chết chính trị của Donald trump hôm thứ hai, nhóm pháp lý của ông Trump đã đưa ra biện pháp để bảo vệ cho phiên tòa luận tội ông tại Thượng viện. Tuyên bố rằng Thượng viện không có thẩm quyền xét xử một cựu quan chức, rằng cáo buộc của Hạ viện đối với Tổng thống thứ 45 là thiếu sót, rằng thân chủ của họ đã bị tước quyền xử lý theo quy định và quyền tự do ngôn luận của mình khi vi phạm bởi bài báo luận tội. Trong bản ghi nhớ phiên tòa được viết trên 78 trang của các luật sư cho rằng Thượng viện tiếp nhận bản luận tội tương đương với một dự luật về người có thẩm quyền, điều mà hiến pháp cấm vì nó sẽ dẫn đến việc trừng phạt nếu có sự xét xử của bồi thẩm đoàn. Nhóm pháp lý cũng lập luận rằng lời buộc tội xúi dục mâu thuẫn đối với văn bản thuần túy của bản ghi bài phát biểu của Trump vào ngày 6 tháng 1. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung. Nhà sư học Kenson, phiên tòa luận tội phải chăng là nghệ thuật trình diễn đáng xấu hổ như Trung Cộng đã làm? Theo TheTrueReporter.com đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.